Rịp xua bông bông, ngày nay chúng nhóm một vừa nghiêu chàm bơ tôm chú nè mà đai chúng nhóm bị xa nó bông bông cực chồng bị xa nghiêu chàm bơ tôm mà bông bông mơ ạ. Đây là dương mơ cực xóm miền cực tấm, chạm rồi chì gà sẵn xoay xúc tức ông bơ tôm rốt đi tức trái bình chóng anh ấy score sẽ đập nhẹ tịch ngùng bài mà bồng bồn tùm cửa hôm bình bử hai nâng bình chà bằng dưỡng bồng bồn ấy lớn dương chập đàm đặc tức ngào nhiều bằng dưỡng sẵn đó bồng bồn dương màu hầm từng cái hồn và dương sánh nó bông bông làm tức ngày này bắt nghề bông bông nữa kia ta đo lì nhau hả nơi tình nhau mình để ai thôi vào lẩu bình thịt rồi bằng dưỡng lấy cho bình thịt rồi bằng dưỡng bằng vị rồi lấy nó bông bốn nhưng mà mới tự còn bị sọc nhiều bông bốn nhiều dương mang sọc rồi ra đấy nè một nửa nhom sọc nó nhom liền nhiều nó nửa tự bùn trầm tự cái nó bồng bồn bạn nhom dùng mang sọc lấy dương chặt ra bộ để sẵn nó bồng bồn bạn dùng về thì chà nhom sọc riêng chân mình tự dây bồng bồn tu hờ đại bậc nhom cật ở tu chật hộp chiếm bồng bồn khi người chiếm chiếm cật ở chạy hộp về bồng bồn lấy khi mang bộ sẽ bộ nhiều rủi ra lắm ha bông bồn lấy cái chặt lên chán chạm mọi khăn cái đau mình tự sấn bông bồn lấy nước nhầm đặt từng chấu là bông bồn từng sầu bông dưỡng cho bàn trầm rồi nha lấy dương đặt trên chốn đặt cái tray chấu
thái sụp nó. Cần làm cái bái là bông bông thái sụp nó. Hãy nít tức ông phơi tùm bông dưỡng mùi sập rìa bái. Rồi hả, bắt đầu nhầm phát ở sân chỗ chạch chung với bông bông. Tập một tiết những đạm bị chế cần làm cái bái hai nâng score tiết nôm phái mà bông bông mùi tình chóp tối để lấy lên chập đậm đặc nhiều chỗ nghe sôi phơ bông ổn hàng nghìn phơ cùng nhỉ. Để đặt từng cái hòm châu chúng ta tự nhiên mang cho anh bằng tính. Lần chui nạp bông bông ơi mau mà rồi ruộng mờ một chút xíu lấy những tham phơi khô mình biết mang chấm nạp bông bông lấy những đạn bệt bệt chối thì ta sẽ mời nào bông bông này lần xui nhưng mà hiện tại tên tên của họ nhận bài khuyên tật ở sự hấp chết hộp tên tình bông 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 lấy nghiêu tràm bơ tùng bò dương rui ra chỉ cá sạch bằng bồn nên nên mà lại tra nghiêu bơ tùng đào lục bờ mớ mùng trời mưa hó chơi mà xa thì bài chết ở điểm đáy bằng bồn nơi mẹ mà đáy nhầm cả thà chẳng hạn nhà cật chỗ chật nhầm nghiêu tràm bơ tùng mớ bằng bồn mớ cật bài chật bị khinh cật hộp bán có khi nhầm bài chặt đá nó bằng bồn nhầm mùi mơ mẹ nhầm đại khi nhầm cật thà chàng mê cật lực mê đại ấy ជម្រាបលាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំសូមជួយចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តបន្តក្រោយទៀតណាបងប្អូនគុណ